Xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay, chúng ta cùng đi vào tập 23 của bộ truyện Tàn Khuyết Thư Sinh của tác giả Tiêu Sắc. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để mà cập nhật những video truyện mới nhất. Và ngay sau đây, xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Vào lúc này, Mộng Thiên Nhạc lại một trưởng bộ đến. Người đó không còn đường lui, đành hai tay đan chéo nhau đưa lên đón đỡ. Nào ngờ trưởng thức của Mộng Thiên Nhạc quái dị tuyệt luân, tà trưởng đột nhiên biến thành quyền, đâm thẳng vào huyệt khí hải nơi bụng dưới của đối phương. Mộng Thiên Nhạc biến chiêu nhanh, người đó phản ứng cũng nhanh, chân phải cất lên. Bốp một tiếng, chiêu quyền của Mộng Thiên Nhạc trúng vào gối chân đối phương. Người đó hự lên một tiếng đau đớn, bật ngửa ra sau. Mộng Thiên Nhạc buông tiếng quát lạnh lùng, tà trưởng lại vung ra. Lúc này chàng đã vận đến tám thành công lực, vừa nhanh vừa mạnh, đối phương tuyệt đối không thể né tránh, chỉ có cách vung trưởng đón tiếp mà thôi. Bùng một tiếng, trường lực đôi bên chạm nhau. Mộng Thiên Nhạc huyết khí trong ngực trào lên, người bật ngửa ra sau. Mộng Thiên Nhạc từ khi xuất đạo giang hồ đến nay, đây là lần đầu tiên chàng mới gặp người có trường lực mạnh hơn mình. Chàng cảm thấy nội phủ đã thọ thương nhẹ. Người đó dường như cũng huyết khí sôi sục bởi một trưởng của Mộng Thiên Nhạc, đứng tại chỗ điều tức hồi lâu, mới giọng già nua thấp trầm nói: "Nếu là ai khác thì đã táng mạng dưới trường lực của Mộng lão đệ rồi." Mộng Thiên Nhạc sững sờ. Thì ra là Triệu Bang chủ sao? Không sai, người đó chính là Ma Kiếm Thần Quân Triệu Điện Thần, đương kim bang chủ cùng Hán Bang. Triệu Điện Thần thở ra một hơi dài rồi hỏi: "Mộng lão đệ từ lúc vào đến đây bây giờ đã gặp những gì mà có vẻ căng thẳng vậy?" Mộng Thiên Nhạc bèn kể lại mọi sự. Nghe xong, Triệu Điện Thần thở dài nói: "Thiếu nữ áo đen mà Mộng lão đệ đã gặp có lẽ đúng là tam pháo môn chủ của Quý Môn." Mộng Thiên Nhạc sửng sốt: "Triệu bang chủ nói vậy là sao?" "Nếu trong đường hầm thật sự có bọn hung thủ Hắc Ma Vương, tam phó Quý Môn chủ của Quý Môn chắc chắn phải biết. Nhưng khi nghe Mộng lão đệ đề cập đến danh tánh Hắc Ma Vương, nàng ấy lại có vẻ rất xa lạ." "Vậy Triệu bang chủ cho là trong đường hầm không có Hắc Ma Vương chứ gì?" "Đó thì lão phu chưa dám chắc chắn, nhưng lão phu nhận thấy Trần Tam Thanh dường như có ác tâm." "Triệu bang chủ cho là những người này do Trần Tam Thanh vái vào đây sát hại chúng ta phải không?" "Nếu không phải như vậy thì y phải vào đây dẫn chúng ta ra ngoài mới đúng. Ông ấy canh giữ bên ngoài đề phòng bọn Hắc Ma Vương đào tẩu kia mà." "Nếu trong đường hầm không có Hắc Ma Vương thì sao?" "Triệu bang chủ chẳng phải đã chứng minh những người chết ngoài kia là do Khô Lâu trưởng hay sao?" Triệu Điện Thần trầm giọng: "Hiện tại cảnh ngộ của chúng ta rất là nguy hiểm. Nếu nói rõ hơn, Trần Tam Thanh rất có thể đồng lõa với Hắc Ma Vương." Mộng Thiên Nhạc cả kinh: "Vậy thì Tuyệt Trần Thần Y với Tịnh Trần Sư Thái chẳng phải giữ nhiều lành ít sao?" "Tuyệt Trần Thần Y có lẽ chưa chết, cho dù Hắc Ma Vương tìm gặp ông ta có lẽ cũng không muốn ông ta chết, nhưng ngoài Tuyệt Trần Thần Y, kẻ địch hẳn không nương tay." Mộng Thiên Nhạc càng nghe càng cả kinh nói: "Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?" "Đương nhiên phải tìm cách thoát ra khỏi đây." Mộng Thiên Nhạc chán nản: "Vạn bối đã tìm khắp đường hầm trong này nhưng không thể nào tìm được lối ra. Khi vào đây, lão phu có để lại ám hiệu trên đường, Mộng lão đệ hãy đi theo lão phu." Mộng Thiên Nhạc thầm phục cơ trí của Triệu Điện Thần. Nếu không gặp Triệu bang chủ, có lẽ vạn bối vĩnh viễn không thể ra khỏi đây. Rất có thể chúng ta còn gặp đột kích. Tốt hơn hết là trên đường đi đừng để gây ra tiếng động." Mộng Thiên Nhạc gật đầu: "Vâng." Triệu Điện Thần lại căn dặn: "Nếu gặp đột kích, Mộng lão đệ đừng có rời xa lão phu quá. Nếu mất liên lạc, lão phu muốn tìm lão đệ lại phải mất rất nhiều thời gian. Vạn nhất lạc nhau, lão đệ hãy ở yên một chỗ chờ lão phu." Trong khi nói, Triệu Điện Thần đã cất bước tiến tới, Mộng Thiên Nhạc theo sát phía sau cách chừng 3 bước.
đi được chừng 20 mấy trượng, Triệu Điện Thần đột nhiên dừng lại. Mộng Thiên Nhạc cũng nhanh chóng dừng bước, bỗng nghe Triệu Điện Thần truyền âm nhập mật nói: "Cường địch đã xuất hiện, có thể là Hắc Ma Vương." Mộng Thiên Nhạc đưa mắt nhìn, trong đường hầm tối om, quả thấy một người đang đứng cách mấy trượng. Qua ánh mắt thoát ẩn thoát hiện của người này, nội công dường như đã luyện đến cảnh giới liễm thần tuyệt huyệt. Mộng Thiên Nhạc cũng thầm vận dụng truyền âm nhập mật hỏi: "Có thể là Hắc Ma Vương không?" Triệu Điện Thần có vẻ căng thẳng: "Có chút hơi hướng của Hắc Ma Vương. Trong đường hầm, lão phu không thể xuất kiếm, đang ở thế hạ phong." Mộng Thiên Nhạc nghe Triệu Điện Thần nói vậy, bèn đề nghị: "Chúng ta liên thủ vậy. Tuyệt kỹ lợi hại nhất của Hắc Ma Vương là khô lâu thủ chuyên nhằm vào tim. Trong thiên hạ, không người nào có thể tránh thoát cận thân nhất kích của y. Nên khi động thủ, tuyệt đối không được đến gần y trong khoảng cách 3 thước. Hiện rất có thể là y chưa phát hiện ra Mộng lão đệ đang ở phía sau. Nên lão phu có một cách đối phó. Khi lão phu xuất trưởng sẽ lách ngay sang trái. Mộng lão đệ hãy lập tức tiến đến thay chỗ lão phu, toàn lực xuất trưởng." Ma kiếm thần quân Triệu Điện Thần vừa dứt lời, bóng người phía trước đã cất bước, loáng cái chỉ còn cách 7-8 thước. Triệu Điện Thần một tiếng quát vang, hai tay vung lên, hai luồng trường phong vô cùng cường mãnh xô ra, đồng thời nhanh nhẹn lách sang trái 2 thước. Mộng Thiên Nhạc liền lập tức lướt tới, thay vào vị trí của Triệu Điện Thần, một luồng trường lực hùng hậu đã xô ra. Võ công của người đó thật chẳng phải tầm thường, chỉ thấy y tay trái phất nhẹ 2 cái đã hóa giải 2 luồng trường kình của Triệu Điện Thần, rồi nhanh như chớp tiến tới 2 thước. Nhưng một trường của Mộng Thiên Nhạc dường như khiến y hết sức bất ngờ. Trong lúc cấp bách, khi cách chừng 4 thước, hữu trường đã tung ra. Cùng lúc ấy, Triệu Điện Thần đã rút lấy trường kiếm bên vai, buông tiếng quát to, vút một tiếng như tia chớp đâm ra. Keng một tiếng chát chúa, tia lửa tung tóe, người đó hự một tiếng, bị trường lực của Mộng Thiên Nhạc đẩy văng ra sau. Mộng Thiên Nhạc cười khẩy quát: "Chạy đâu cho thoát." Liền lập tức tung mình đuổi theo, chặn ngay trước mặt người đó. Vù vù, Mộng Thiên Nhạc triển khai thế công phá thạch kim thiên, trưởng phong xô ra như bài sơn đảo hải, bức bách người đó lui về phía vách đá. Lúc này Mộng Thiên Nhạc với Triệu Điện Thần một tả một hữu, từ từ tiến tới dồn ép đối phương. Thanh cương kiếm trong tay Triệu Điện Thần đã phát sáng lờ mờ, nhưng trong đường hầm tối om chẳng khác gì một ngọn đèn, đã nhìn thấy đối phương là một người áo đen bịt mặt, vóc dáng mảnh khảnh, tay phải đeo một chiếc găng hình đầu sọ người đen xì. Triệu Điện Thần buông tiếng cười khẩy, còn cách mấy thước đứng lại hỏi: "Các hạ là thủ hạ của Hắc Ma Vương phải không?" Người áo đen bịt mặt không đáp, nhưng đôi mắt rực lên ánh sáng kỳ lạ, chằm chằm nhìn vào Mộng Thiên Nhạc bên trái. Triệu Điện Thần gắt giọng: "Hắc Ma Vương có đến đây không?" Người áo đen bịt mặt lần này đã lên tiếng với giọng u ám nói: "Một ngày nào đó, các ngươi hẳn sẽ chết dưới tay của Hắc Ma Vương." Vừa dứt lời, y đột nhiên ngồi bệt xuống đất. Mộng Thiên Nhạc với Triệu Điện Thần sững sờ, nhất thời không biết phải làm sao mới phải. Triệu Điện Thần bỗng vung tay một kiếm đâm ra. Người áo đen bịt mặt không hề tránh né, trường kiếm đâm xuyên qua ngực. Mộng Thiên Nhạc ngẩn người: "Y chết rồi." Triệu Điện Thần xoài bước tiến tới, đưa tay lột khăn che mặt của đối phương, máu tươi từ khóe miệng y tuôn ra. Triệu Điện Thần là người già dặn giang hồ, khẽ thở dài nói: "Trưởng lực của Mộng lão đệ thật là bá đạo, y đã bị trưởng lực của lão đệ chấn nát nội phủ mà chết. Sau khi bị trúng trưởng mà y còn có thể cầm cự đến nửa khắc mới chết, võ công thật là kinh người. Người này có lẽ là trợ thủ đắc lực của Hắc Ma Vương. Nếu không nhờ Mộng lão đệ bất ngờ xuất thủ, muốn hạ sát y thật chẳng phải dễ dàng." Mộng Thiên Nhạc cảm khái: "Lúc nghe Triệu Bang Chủ nói võ công của Hắc Ma Vương rất đáng sợ, ván bối vốn nghĩ là Triệu Bang Chủ quá lo xa. Giờ thấy thủ hạ của Hắc Ma Vương mà đã cao đến vậy, có thể tưởng tượng được Hắc Ma Vương quả là một kẻ địch đáng sợ." Triệu Điện Thần nghiêm giọng: "Mộng lão đệ, không phải lão phu đề cao võ công của Hắc Ma Vương, y quả là một người đáng sợ. Lão phu từng gặp y một lần và suýt nữa táng mạng."
Mộng Thiên Nhạc đưa tay chỉ Tử Thi. Triệu bang chủ có nhận ra người này không? Triệu Điện Thần lắc đầu. Không, rất xa lạ. Mộng Thiên Nhạc thở dài. Thủ hạ của Hắc Ma Vương đã xuất hiện trong đường hầm. Xem ra Trần Tam Thanh không hề nói dối. Triệu Điện Thần trao mày. Trần Tam Thanh nói ba người vào trong đường hầm là một lão nhân, một thiếu nữ và một người độc thủ khiễng chân. Nhưng người này chết là một trung niên tuổi chừng 40 kia mà. Triệu bang chủ cho rằng người này không phải là một trong ba hung thủ kia ư? Hoàn toàn không phù hợp. Lão nhân mà Trần Tam Thanh có nói có thể người này cũng nên. Trừ phi còn một thiếu nữ và một người giả mạo Mộng lão đệ xuất hiện, bằng không lão phu quyết không tin lời Trần Tam Thanh. Nếu hai người đó nấp trong một góc đường hầm nào đó, chúng ta sao có thể tìm được? Chúng ta chưa cần rời khỏi Tam Thanh quán ngay. Lát nữa Mộng lão đệ hãy cùng Trần Tam Thanh vào đây lục soát, đổi lão phu ở bên ngoài canh chừng. Không sai, chúng ta phải tìm gặp Tuyệt Trần Thần Y với Tịnh Trần Sư Thái mới có thể rời khỏi đây. Triệu Điện Thần bỗng thở dài hỏi, Mộng lão đệ có biết lai lịch của Trần Tam Thanh không? Nghe đầu ông ta là đệ tử của phái Võ Đăng. Theo Mộng lão đệ thì danh hiệu Bát Kiếm Phi Xương có lừng lẫy trong giới võ lâm giang hồ hồi hơn 40 năm trước hay không? Cổ La Thần Tăng, Thiết Trưởng Càn Khôn Khuyên, Ma Kiếm Thần Quân với Bát Kiếm Phi Xương lúc bấy giờ được vinh danh là tứ đại cao thủ võ lâm thiên hạ. Nhất là hai vị cao thủ kiếm thuật một chính một tà, thanh danh lừng lẫy hơn hết. Triệu Điện Thần lạnh lùng. Chính kiếm là Bát Kiếm Phi Xương Trần Tam Thanh, còn tà kiếm là Ma Kiếm Thần Quân Triệu Điện Thần đúng không? Kiếm của Triệu bang chủ khi xưa sát khí rất là nặng nên bị gọi là tà kiếm. Nhưng vãn bối nhận thấy kiếm của Triệu bang chủ không tà chút nào. Dựa vào tiêu chuẩn gì để phân biệt chính tà, lão phu chẳng màng. Bây giờ điều cần biết là Bát Kiếm Phi Xương khi xưa lừng danh như thế đó, vì sao lại đột nhiên biến mất trong võ lâm? Tuyệt Trần Thần Y và Tịnh Trần Sư Thái có biết Tam Thanh quán chủ chính là Bát Kiếm Phi Xương khi xưa hay không? Triệu bang chủ thắc mắc hai điều ấy là có dụng ý gì? Triệu Điện Thần trầm giọng. Mộng lão đệ, bây giờ nếu nói lão phu là Bát Kiếm Phi Xương Trần Tam Thanh chính là Hắc Ma Vương, Mộng lão đệ nghĩ sao? Mộng Thiên Nhạc lắc đầu. Bát Kiếm Phi Xương chỉ có thịnh dự chứ không có ác danh trong võ lâm. Nói cách khác, nếu lão phu là Hắc Ma Vương thì sao? Mộng Thiên Nhạc giật mình. Nếu là mấy hôm trước có người hỏi vãn bối Hắc Ma Vương có khả năng cao nhất là ai, vãn bối hàn đoán là Triệu bang chủ. Triệu Điện Thần mỉm cười. Vậy chứ theo Mộng lão đệ thì Hắc Ma Vương là ai? Vừa dứt lời, đầu đường hầm bên kia bỗng vang lên tiếng lanh lảnh nói, theo bần đạo thì Hắc Ma Vương chính là Ma Kiếm Thần Quân Triệu Điện Thần. Tiếng nói ấy khiến Mộng Thiên Nhạc với Triệu Điện Thần cùng giật mình kinh hãi, vì đối phương đã đến gần 7-8 trượng mà hai người vẫn chưa phát giác. Triệu Điện Thần cười khẩy. Lão Mũi Châu đã đến bao lâu rồi? Chỉ thấy một bóng người chậm rãi đi đến. Tuy trong đường hầm tối om không nhìn rõ diện mạo, nhưng Mộng Thiên Nhạc và Triệu Điện Thần đều biết đó là Bát Kiếm Phi Xương Trần Tam Thanh. Trần Tam Thanh bỗng dừng lại cách hơn một trượng, lạnh nhạt nói, ngay khi Mộng thí chủ giết chết người này, bần đạo đã có mặt rồi. Triệu Điện Thần khẽ cười hơ hớ, lão đạo sĩ đến thật là đúng lúc. Trần Tam Thanh cười khẩy, bần đạo mà không đến thì đã bị hiểm nghi là Hắc Ma Vương rồi. Lão đạo sĩ dù có đến cũng không thoát khỏi hiểm nghi đâu. Trần Tam Thanh cười khỉnh, đơm đặt thị phi, ngậm máu phun người, kích động lý gián, đó là trò quen thuộc của Ma Kiếm Thần Quân. Triệu Điện Thần lạnh lùng, lão đạo sĩ mà muốn thoát khỏi hiểm nghi, trừ phi Tuyệt Trần Thần Y và những người khác bình an vô sự. Trần Tam Thanh tức giận, Triệu Điện Thần, các hạ khăng khăng bức bách thế này, bần đạo không thể nào nhẫn nhịn nổi. Mộng Thiên Nhạc thấy hai người chọi nhau như vậy rất có thể xảy ra xung đột, bèn tiến lên mấy bước hướng về Trần Tam Thanh vòng tay thi lễ nói, Trần quán chủ xin nguôi giận, hiện nay còn cường địch ẩn nấp trong đường hầm, chúng
chúng ta tiếp tục tranh cãi thế này chẳng phải khiến kẻ địch vui mừng hay sao? Mộng thí chủ yên tâm, ba hung thủ xâm nhập cửu động mê hồn cung đã chết hết rồi. Mộng Thiên Nhạc sửng sốt, Trần quán chủ đã gặp hung thủ ư? Bần đạo hạ sát một người và phát hiện một tử thi trong đường hầm, cộng thêm thi thể này nữa, cả thảy ba hung thủ đều đã đền tội. Hung thủ mà Trần quán chủ hạ sát có diện mạo ra sao? Chính là người giả dạng Mộng thí chủ. Đoạn Trần Tam Thanh từ trên vai rút ra một thanh kiếm có cả bao, nói tiếp: Bích huyết kiếm đây, Mộng thí chủ hãy nhận lấy. Đa tạ Trần quán chủ đã tìm lại bích huyết kiếm cho tài hạ. Mộng Thiên Nhạc cất bước tiến tới, đột nhiên Trần Tam Thanh tay phải vung lên, thanh kiếm luôn bao trỏ vào yết hầu tâm khảm của Mộng Thiên Nhạc. Phen này chẳng những Mộng Thiên Nhạc không kịp tránh né, mà ngay cả Triệu Điện Thần cũng hết sức bất ngờ. Mộng Thiên Nhạc tái mặt, chưa kịp có phản ứng gì, nào ngờ kiếm của Trần Tam Thanh chỉ chạm nhẹ vào ngực chàng, không hề vận kình. Chỉ nghe Trần Tam Thanh khẽ cười nói: Mộng thí chủ lòng dạ lỗi lạc, tâm địa lương thiện, bần đạo thất lễ. Qua hành động này, Trần Tam Thanh đã thử ra Mộng Thiên Nhạc không hề có hoài nghi mình. Mộng Thiên Nhạc thử ra chốc lát, đưa tay đón lấy trường kiếm. Xem ký quả đúng là bích huyết kiếm, tín vật của huyết kiếm môn, lại vòng tay thi lễ với Trần Tam Thanh và nói: Đa tạ Trần quán chủ, nếu Trần quán chủ là kẻ địch, kiếm vừa rồi đủ lấy mạng vãn bối rồi. Mộng thí chủ nếu đề cao cảnh giác, hẳn sẽ dễ dàng tránh khỏi. Mộng Thiên Nhạc lắc đầu, thủ pháp của Trần quán chủ không như người khác, dù có đề phòng cũng khó có thể tránh khỏi. Trần Tam Thanh mỉm cười, Mộng thí chủ thuần hoài tuyệt kỹ mà không kiêu căng tự phụ, thật là đáng quý. Triệu Điện Thần bỗng cười khẩy nói: Lão đạo sĩ bảo là hạ sát một người, vậy thi thể đâu? Trong đường hầm. Còn một người nữ thì sao? Nữ hung thủ đó cũng chết trong đường hầm, chẳng hay do Mộng thí chủ hay là Triệu bang chủ hạ sát. Thi thể của nữ hung thủ do Trần quán chủ phát hiện là một người áo đen phải không? Mộng Thiên Nhạc bỗng nghe Triệu Điện Thần truyền âm nhập mật nói: Mộng lão đệ tuyệt đối không nên thổ lộ về việc nữ áo đen ấy đã nói là tam phó môn chủ huyết kiếm môn. Lời nói của Trần Tam Thanh rất là mâu thuẫn và hành động khả nghi, chúng ta chưa thể tin y được đâu. Trần Tam Thanh gật đầu, không sai, đó là một nữ nhân áo đen. Triệu Điện Thần lạnh lùng nói: Tử thi trong đường hầm dường như không chỉ có 3, hãy còn mười mấy tử thi nữa, lão đạo sĩ có xem qua chưa? Trần Tam Thanh trầm giọng: Rồi, bần đạo đang định hỏi, các đạo sĩ đó là ai sát hại? Triệu Điện Thần lạnh lùng: Lão phu đang định hỏi bọn mũi trâu đó là do ai phái đột kích lão phu. Vậy là 12 đệ tử quán đã chết dưới tay của Triệu bang chủ chứ gì? Mộng Thiên Nhạc cướp lời: Trần quán chủ, các vị đạo trưởng ấy không phải toàn bộ do Triệu bang chủ sát hại. Trần Tam Thanh nhạt giọng: Mộng thí chủ đã hạ sát một người phải không? Mộng Thiên Nhạc giật mình: Vâng, ván bối đã hạ sát một người. Bần đạo đã xem rất kỹ thương thế của từng tử thi. Thương thế chí mạng của 11 tử thi khác hẳn với tử thi còn lại, hẳn nhiên là do Triệu bang chủ gây ra. Triệu Điện Thần cười khẩy: Lão đạo sĩ muốn viện cớ để động thủ với lão phu phải không? Đệ tử tệ quán vô duyên vô cớ chết nhiều người như vậy, đương nhiên bần đạo không thể để cho hung thủ dễ dàng rời khỏi đây. Lão phu đã chuẩn bị sẵn sàng, lão đạo sĩ xuất thủ đi. Trần Tam Thanh lạnh lùng: Vậy là cuối cùng hai ta cũng phải quyết một phen tử chiến ngay trong đường hầm này. Đoạn liền từ từ đưa tay rút lấy một thanh đoản kiếm sáng quắc trên vai xuống. Đoản kiếm này vừa ra khỏi bao, ánh kiếm lập tức soi sáng cả một khoảng hơn 4 trượng. Mộng Thiên Nhạc thấy vậy vội xoải bước tiến tới, đứng giữa hai người nói: Hãy khoan, hai vị tiền bối nếu động thủ, sao không chờ gặp Tuyệt Trần Thần Y rồi hãng động thủ cũng chẳng muộn. Đó là do Triệu bang chủ bức bách bần đạo phải động thủ ngay bây giờ. Triệu Điện Thần cười khẩy: Lão phu đâu có ngu dại gì mà động thủ tại đây. Vậy thì bần đạo có thể cất lại bảo kiếm.
Trần Tam Thanh nói xong liền tra kiếm vào bao. Mộng Thiên Nhạc vội nói: "Vãn bối xin Trần quán chủ hay mau dẫn đường đi gặp Tuyệt Trần thần y." Trần Tam Thanh gật đầu: "Xin mời hai vị đi theo bẩn đạo." Đoạn liền quay người cất bước, Mộng Thiên Nhạc với Triệu Điện Thần theo sát phía sau. Trong đường hầm tối om, nhưng Trần Tam Thanh bước đi rất nhanh, rẽ sang lối này, ngoặt sang lối kia, không có một chút dò dự, hiển nhiên hết sức quen thuộc với địa hình. Đi qua 6 ngã rẽ, vượt qua 7 đường hầm, Trần Tam Thanh bỗng dừng lại, tìm kiếm trên một vách đá một hồi, vội vã đi đến trước mặt Mộng Thiên Nhạc, thấp giọng nói: "Mật thất đã có người xâm nhập, không chừng hãy còn ở bên trong." Mộng Thiên Nhạc cả kinh: "Mật thất ở đâu?" "Hai vị hãy cai chừng hai đầu đường hầm, bản đạo mở cửa mật thất ngay đây." Triệu Điện Thần cười khẩy: "Lão đạo sĩ chớ mà dở trò, lão phu đã đoán biết trước, lão đạo sĩ hẳn làm bộ làm tịch như vậy rồi." Trần Tam Thanh không màng đến lời lẽ của ông ta, nói nhanh: "Mật thất đã bị xâm nhập, Tuyệt Trần thần y với Tịnh Trần sư thái tính mạng đã lâm nguy, hai vị hãy theo bẩn đạo canh chừng ngoài ba trượng, đừng làm mất thời gian nữa." Mộng Thiên Nhạc liền tiến tới trước ba trượng, Triệu Điện Thần cũng lùi ra sau ba trượng. Trần Tam Thanh rút nhanh đoạn kiếm sau vai, ánh kiếm soi sáng vách đá. Trần Tam Thanh cầm kiếm men theo vách đá đi về phía phải mấy bước, đột nhiên vung kiếm đâm thẳng vào vách đá. Xoẹt một tiếng, đoạn kiếm xuyên vào khe vách, sau đó di chuyển đoạn kiếm, rạch một đường cong nửa vòng tròn trên vách đá. Tiếng ầm ầm lại vang lên, vách đá bên trái cách Trần Tam Thanh khoảng 7 thước bỗng tự động nứt ra, lập tức ánh lửa xuyên qua khe nứt soi chiếu ra ngoài đường hầm. Trần Tam Thanh rút nhanh đoạn kiếm cắm vào trong vách đá, lách người qua khe nứt đang mở ra vào trong. Mộng Thiên Nhạc với Triệu Điện Thần cũng nhanh chóng lách người qua cửa đá, vừa vào đến bên trong đưa mắt nhìn, thì ra đó cũng là một đường hầm. Nhưng đường hầm này rộng hơn một trượng, hai bên vách ánh đèn sáng choang, mỗi cách ba trượng là có một ngọn vạn niên đăng. Đường hầm này thẳng tuột, Trần Tam Thanh đã ở cách xa 7 trượng. Mộng Thiên Nhạc với Triệu Điện Thần một tà một hữu men theo vách đường hầm đuổi theo. Tại một ngã rẽ trái nơi cuối đường hầm, Trần Tam Thanh đã khuất dạng. Mộng Thiên Nhạc với Triệu Điện Thần theo sau đến nơi, đưa mắt nhìn. Trên vách đá nơi tận cùng phía trái lại có một khung cửa. Bên trong là một gian điện đường rất rộng, nhưng không thấy bóng dáng của Trần Tam Thanh đâu. Chỉ thấy trên mặt đất thi thể ngổn ngang, vết máu bê bết, binh khí vứt bừa bãi, cảnh tượng tột cùng thê thảm. Những tử thi ấy có đạo sĩ lẫn thiếu nữ, hiển nhiên đó là đạo sĩ của Tam Thanh Quán và đệ tử của Huyết Kiếm Môn có nhiệm vụ bảo vệ Tuyệt Trần thần y. Phía sau điện đường dường như có nội điện và chắc điện, Mộng Thiên Nhạc lập tức phóng nhanh vào. Ngay khi ấy, Trần Tam Thanh từ trong cửa tròn nội điện bên trái đi ra, thở dài não nùng nói: "Thí chủ không cần vào nữa, bên trong không còn người nào sống sót." Mộng Thiên Nhạc vừa kinh hoàng vừa nóng lòng hỏi: "Thế Tuyệt Trần thần y đâu?" Trần Tam Thanh thở dài: "Lư luyện đơn hãy còn, nhưng người thì đã biến mất." "Thế Tịnh Trần sư thái thì sao?" "Tịnh Trần sư thái cũng thọ nạn rồi." Mộng Thiên Nhạc bàng hoàng: "Thế thi thể đâu?" Ngay khi ấy, Triệu Điện Thần ở phía sau đột nhiên quát to: "Trần Tam Thanh, chúng ta hãy quyết chiến một phen tử chiến tại đây." Mộng Thiên Nhạc không hiểu vì sao Triệu Điện Thần lại khiêu chiến với Trần Tam Thanh vào lúc này. Trần Tam Thanh ngửa mặt cười dài ghê rợn: "Triệu Điện Thần, sớm muộn gì chúng ta cũng phải quyết một phen tử chiến thôi." Mộng Thiên Nhạc nghe Tịnh Trần sư thái đã bị hại, lòng nóng như thiêu đốt, đâu còn tâm trí mà can thiệp sự tranh chấp của hai người, vội vàng phóng đi vào trong nội điện. Trong nội điện bên trái và bên phải có hai gian động thất. Mộng Thiên Nhạc trước tiên đi vào gian bên trái. Hai bên động thất có hai dãy giường, chăn màn gối chiếu đầy đủ, nhưng không có một bóng người. Mộng Thiên Nhạc quay sang động bên phải. Động thất này được ngăn đôi, gian ngoài có một dãy giường, cũng chăn màn chiếu gối đầy đủ, không có một bóng người. Mộng Thiên Nhạc vội đi vào gian trong. Đây là một gian động thất rộng khoảng 4 trượng. Trong động thất có hai chiếc đỉnh và một chiếc lư đơn to lớn cùng với mấy chiếc bồ đoàn. Bên cạnh lư luyện đơn có hai người đồng tử ngồi cong lưng, không chút động đậy, hiển nhiên đã chết từ lâu. Ngoài ra,
phía sau Lư Luyện Đơn còn có một đạo cô trung niên ngồi xếp bằng trên bổ đoàn, tay trái cầm một chiếc phất trần, tay phải dựng đứng trước ngực, sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền. Mộng Thiên Nhạc khi nhìn rõ diện mạo của đạo cô trung niên lập tức kêu to: "Tịnh Trần Sư Thái!" Chàng lao nhanh đến, đôi mắt hổ lệ nóng tuôn trào. Tịnh Trần Sư Thái vẻ mặt trơ lạnh và càng không thể lên tiếng. "Sư Thái, thật không ngờ chúng ta chia nhau ở Hà Bắc, giờ gặp lại đã trở thành vĩnh quyết. Thật ra kẻ nào đã hại Sư Thái, kẻ nào?" Mộng Thiên Nhạc bi thiết gào to, đồng thời đưa tay đẩy nhẹ tử thi của Tịnh Trần Sư Thái. Bỗng tử thi ngã sang phía trái, chiếc giày bên chân phải đã rơi xuống đất. Mộng Thiên Nhạc đưa mắt nhìn, chợt thấy trên lòng bàn chân của Tịnh Trần Sư Thái có hai hàng chữ, vội cúi xuống xem kỹ, chỉ thấy viết: "Một viên hồi hồn đơn đã cất giấu trong phất trần, hãy giết tuyệt Trần Thần Y." Mộng Thiên Nhạc thở thẫn nhìn hai hàng chữ ấy, nhất là sau chữ "hãy giết tuyệt Trần Thần Y" khiến chàng hết sức hoang mang và thắc mắc. Vì sao phải giết tuyệt Trần Thần Y? Vì sao? Vì sao? Chàng thử ra một hồi, bỗng nhặt lấy chiếc giày mang trở vào chân phải của Tịnh Trần Sư Thái, rồi lại tháo chiếc giày bên chân trái ra. Trên lòng bàn chân cũng có hai hàng chữ như vậy. Lúc này, bên ngoài vọng vào tiếng binh khí chạm vào nhau gãy lìa. Mộng Thiên Nhạc nhanh chóng lấy chiếc phất trần trên tay của Tịnh Trần Sư Thái, giấu vào sau lưng áo rồi bước nhanh ra ngoài. Trong đại điện, kiếm khí như mây, Triệu Điện Thần và Trần Tam Thanh đã bị phủ trùm trong màn kiếm quang. Hai vị cao thủ kiếm thuật này cùng thi triển kiếm pháp trác tuyệt trong thiên hạ, cuộc chiến vô cùng quyết liệt. Thanh đoản kiếm trong tay Trần Tam Thanh tinh quang sáng chóa, tạo ra những hình tròn xoay chuyển, áp dụng thế thủ. Thanh trường kiếm trong tay Triệu Điện Thần dường như đã gãy mũi, ánh kiếm lấp loáng như những làn sóng bạc tấp tới tấn công. Đột nhiên, một tiếng quát vang, Triệu Điện Thần trường kiếm chênh chách đâm ngược ra phía sau. Chiêu này Triệu Điện Thần cả hai tay cầm kiếm, hết sức kỳ dị và ảo diệu, thật là độc bộ thiên hạ. Trần Tam Thanh như cũng biết chiêu kiếm này lợi hại, khẽ quát một tiếng, những ánh kiếm hình vòng tròn đã vụt tắt, đoản kiếm từ từ đâm thẳng ra. Tiếng binh khí chạm nhau chát chúa, lần này đoản kiếm sắc bén của Trần Tam Thanh không thể chém gãy trường kiếm trong tay Triệu Điện Thần. Hai thanh kiếm sau ba lần tiếp xúc, hai người không rụt về nữa. Hai thanh kiếm hút chặt vào nhau như thể có nam châm, hiển nhiên họ đã tỉ đấu nội lực. Hai cao thủ võ lâm giao chiến, tối kỵ đấu nhau bằng nội lực. Bởi lúc này không bên nào dám rụt kiếm về, bằng không kiếm của đối phương sẽ nhanh như chớp đâm vào yếu hại của bên rút kiếm. Vì vậy, Triệu Điện Thần với Trần Tam Thanh lúc này chỉ vận nội lực dồn vào thân kiếm, đối kháng với kiếm của đối phương. Trận đấu như vậy, chỉ có chờ phân ra thắng bại mới thôi. Và thường thì đôi bên đều lưỡng bại câu thương, tinh lực cạn kiệt mà chết. Ngay khi ấy, keng một tiếng chát chúa, thì ra Mộng Thiên Nhạc đã dùng Bích Huyết kiếm đâm vào giữa hai thanh kiếm của Triệu Điện Thần và Trần Tam Thanh. Hai người lập tức tách nhau ra, cùng lùi sau ba bước. Trường kiếm trong tay Triệu Điện Thần lại gãy thêm nửa thước, còn đoàn kiếm của Trần Tam Thanh vẫn còn nguyên vẹn. Mộng Thiên Nhạc tay cầm Bích Huyết kiếm, cung kính thi lễ với Triệu Điện Thần và Trần Tam Thanh, cao giọng nói: "Hai vị lão tiền bối, hà tất phải quyết đấu sinh tử thế này?" Triệu Điện Thần nghiêm mặt trầm giọng nói: "Mộng lão đệ không nhận thấy Trần Tam Thanh có điều khả nghi sao?" Mộng Thiên Nhạc chợt động tâm: "Điều khả nghi gì vậy?" "Mộng lão đệ có nhận ra những người này chết từ lúc nào không?" "À, có lẽ đã chết hơn một ngày." "Không sai, những người này đã chết hơn một ngày, vậy mà Trần Tam Thanh lại nói là kẻ địch mới xâm phạm vào hồi 3 giờ trước." Trần Tam Thanh cười khẩy: "Họ chết lúc nào có liên quan gì đến bần đạo?" Triệu Điện Thần lạnh lùng: "Đương nhiên là có liên quan. Nếu quán chủ Tam Thanh Quán là một người bình phàm trong võ lâm thì khác, nhưng Trần Tam Thanh là bát kiếm phi xương danh chấn võ lâm, chả lẽ bị nhiều kẻ địch xâm nhập như vậy trong địa mà không hề hay biết sao? Đó thật là điều vô cùng khó hiểu." Mộng Thiên Nhạc chau mày: "Triệu bang chủ nói vậy cũng chưa thể chứng minh Trần quán chủ là đồng lõa của hung thủ." Triệu Điện Thần cười khẩy: "Mộng lão đệ có nhận ra những người này đã chết như thế nào không?" Mộng Thiên Nhạc lắc đầu: "Vãn bối chưa nhận ra,
họ đã chết như thế nào vậy? Triệu Điện Thần trầm giọng: Họ đã tàn sát lẫn nhau. Nếu không tin, Mộng lão đệ hãy đi xem kỹ thương tích của họ. À, Trần quán chủ nghĩ sao về nhận định của Triệu lão tiền bối? Trần Tam Thanh lạnh lùng: Những người này đúng là chết do tàn sát lẫn nhau, nhưng Tịnh Trần sư thái với hai đồng tử là chết bị điểm trúng trọng huyệt, điều này thật là khó hiểu. Mộng Thiên Nhạc như chợt nghĩ đến điều gì. À, hai vị tiền bối có biết trong võ lâm có một loại dược vật mê ảo không? Triệu Điện Thần đưa mắt nhìn Mộng Thiên Nhạc. Mộng lão đệ muốn nói là họ đã uống một loại dược vật mê ảo mà thần kinh hỗn loạn nên mới tàn sát lẫn nhau phải không? Vãn bối chỉ muốn biết là trong võ lâm có loại dược vật đó hay không thôi. Trần Tam Thanh gật đầu: Đương nhiên là có. Mộng Thiên Nhạc thở dài thậm thượt: Triệu tiền bối, nếu vãn bối giả thiết hung thủ chính là Tuyệt Trần Thần Y, chẳng hay tiền bối nghĩ sao? Triệu Điện Thần trầm giọng: Lão phu cũng có một giả thiết, là nếu có một cao thủ xâm nhập vào đây, trước tiên hạ sát Tịnh Trần sư thái với hai đồng tử, sau đó lấy trộm dược vật mê ảo của Tuyệt Trần Thần Y cho những người này uống, gây nên tàn sát lẫn nhau, vậy có hợp lý không? Trần Tam Thanh gật gật đầu: Ờ, cũng có lý. Triệu Điện Thần giọng lạnh nhạt: Theo lão phu suy đoán, hung thủ vẫn là người trong Tam Thanh quán. Trần Tam Thanh gật đầu: Không sai, hung thủ hết sức quen thuộc về Tam Thanh quán. Triệu Điện Thần nghiêm mặt: Trần quán chủ nếu không tìm ra được hung thủ, vậy cũng khó thoát khỏi hiểm nghi. Trần Tam Thanh cười khẩy: Triệu bang chủ ám chỉ bẩn đạo là Hắc Ma Vương chứ gì? Triệu Điện Thần cười khẩy: Trừ phi Trần quán chủ chỉ ra được Hắc Ma Vương là ai. Trần Tam Thanh cười lạnh lùng: Triệu bang chủ hai lần ba lượt vu cho bần đạo là Hắc Ma Vương, thật ra là có dụng tâm gì? Căn cứ theo nhiều điều suy luận, đủ chứng tỏ Trần quán chủ chính là Hắc Ma Vương. Bần đạo là Hắc Ma Vương, hai vị có thể bình yên sống đến bây giờ sao? Triệu Điện Thần lạnh lùng: Hôm nay nếu lão phu vào đây một mình, rất có thể đã gặp độc thủ. Song vì có thêm một tàn khuyết thư sinh, Hắc Ma Vương dù có ba đầu sáu tay cũng không thể cùng lúc đối địch với lão phu và tàn khuyết thư sinh được. Nên hôm nay hai người có thể bình an rời khỏi đây. Trần Tam Thanh cười khẩy: Hắc Ma Vương giết người không hình không bóng, bần đạo mà là Hắc Ma Vương, hai vị hẳn không thể rời xa Tam Thanh quán trong phạm vi 10 dặm. Mộng Thiên Nhạc lúc này đang ngâm nghĩ về hai hàng chữ do Tịnh Trần sư thái để lại trước khi chết. Qua hai hàng chữ này, chứng tỏ Tịnh Trần sư thái đã biết trước sự cố xảy ra, nên đã cất giấu một viên hồi hồn đơn vào trong ấn phất trần và bảo hãy giết Tuyệt Trần Thần Y. Chả lẽ Tuyệt Trần Thần Y chính là Hắc Ma Vương sao? Nhưng điều khó hiểu là nếu Tuyệt Trần Thần Y là Hắc Ma Vương đầu sỏ phía sau Vô Ngã chân giáo, vậy sao lại phải chế luyện hồi hồn đơn? Mộng Thiên Nhạc lúc này vẫn chưa dám tiết lộ việc Tịnh Trần sư thái để lại hai hàng chữ, bởi chàng nghĩ Triệu Điện Thần đã khăng khăng bảo Trần Tam Thanh là Hắc Ma Vương, lẽ đương nhiên cũng có vài điểm khả nghi. Giờ muốn tháo gỡ thắc mắc về Hắc Ma Vương, chỉ có đối mặt với Hắc Ma Vương thật thì mới có thể sáng tỏ. Trần Tam Thanh nói không sai, Hắc Ma Vương tuyệt đối không buông tha cho mình với Triệu Điển Thần, vậy thì hai người không cần thiết phải ở lại đây nữa. Nghĩ vậy, chàng thở dài ảo não nói: Triệu bang chủ, hiện Tuyệt Trần Thần Y không rõ tung tích, chúng ta không cần ở lại đây nữa. Triệu Điển Thần trầm ngâm: Lão phù lo là Tuyệt Trần Thần Y hãy còn trong Tam Thanh quán. Nếu vậy, Trần quán chủ dĩ nhiên có thể ứng phó. Trần Tam Thanh nãy giờ vẫn đắm chìm trong suy tư, giờ buông tiếng thở dài chĩu nặng, chậm rãi nói: Lão thất phu, bần đạo từ nay sẽ tái xuất giang hồ. Lúc nói, vẻ mặt hết sức bi thương và đau khổ, nhấn mạnh từng lời, như thể việc tái xuất giang hồ là do hoàn toàn bức bách. Triệu Điện Thần nghe vậy, lập tức nhếch môi cười. Trần Tam Thanh đưa mắt nhìn Triệu Điện Thần, lạnh lùng nói: Nhưng khi bần đạo tìm ra Hắc Ma Vương, hai ta sẽ có một người vĩnh viễn về với suối vàng. Triệu Điện Thần mỉm cười: Chính tà song kiếm vốn dĩ tương khắc, như nước với lửa chẳng thể dung hòa.
Trần Tam Thanh giọng đau xót. Lão thất phu đã biết rõ như vậy, tại sao còn trăm phương ngàn kế bức bách bẩn đạo tái xuất giang hồ? Muốn lấy mạng Hắc Ma Vương, ngoại trừ chính tà song kiếm hợp bích, không ai có thể làm được. Vậy là mục đích chính của lão thất phu là bức bách bần đạo tái xuất giang hồ phải không? Còn một điều nữa là muốn chứng minh Trần Quán Chủ có phải là Hắc Ma Vương hay không? Mười mấy năm trước, bần đạo đã có một suy đoán về lai lịch của Hắc Ma Vương. Trong bốn nhân vật khả nghi, lão thất phu Triệu Điện Thần là một. Triệu Điện Thần cười. Bát kiếm phi xương Trần Tam Thanh cũng là một nhân vật lão phu hoài nghi. Mộng Thiên Nhạc biết rất ít về chuyện giữa Triệu Điện Thần và Trần Tam Thanh, nên hết sức thắc mắc về thái độ lúc địch lúc bạn của hai người. Trần Tam Thanh khẽ thở dài nói: hai vị có thể rời khỏi Tam Thanh Quán rồi. Triệu Điện Thần cười. Đang chờ Trần Quán Chủ dẫn đường đây. Mộng Thiên Nhạc với Triệu Điện Thần dưới sự dẫn đường của Trần Tam Thanh đã rời khỏi Cửu Động Mây Hồn Cung, rời khỏi Tam Thanh Quán. Hai người vào Tam Thanh Quán là lúc vừa lên đèn, lúc rời khỏi là giờ tí, vậy đã là trong Tam Thanh Quán khoảng 3 giờ. Cảnh ngộ trong 3 giờ ngắn ngủi ấy, ngập đầy ly kỳ, căng thẳng, thê lương, kinh hoàng và bi thương. Cái chết của Tịnh Trần Sư Thái khiến Mộng Thiên Nhạc nhận thấy tiền đồ của Huyết Kiếm Môn hoàn toàn mịt mù, bi thảm và đau thương. Huyết Kiếm Môn từ tay Tịnh Trần Sư Thái giao cho Mộng Thiên Nhạc, tuy trong 7 ngày ngắn ngủi có chiều hướng phát triển, nhưng sau cuộc chiến ở trong Hoàng Quang Thự, đệ tử Huyết Kiếm Môn đã tử vong gần phân nửa. Nhất là cái chết của Tịnh Trần Sư Thái với các hộ pháp, Huyết Kiếm Môn đã đối mặt với sự tan rã. Mộng Thiên Nhạc buông tiếng thở dài chĩu nặng và ê chề. Triệu Điện Thần đưa mắt nhìn chàng hỏi: Mộng lão đệ sao lại thở dài vậy? Mộng Thiên Nhạc lắc đầu. Không có gì. Chẳng hay Triệu Bang Chủ định đi đâu vậy? Truy tìm Tuyệt Trần Thần Y. Chúng ta sao biết được ông ta đi đâu? Nếu biết thì sự việc dễ giải quyết rồi. Mộng lão đệ định đi đâu? Mộng Thiên Nhạc ngẫm nghĩ một hồi. Vạn bối định tạm chia tay với lão tiền bối. Mộng lão đệ đi đâu? Đến Hà Bắc phải không? À vâng. Đến Hà Bắc gặp ái nữ của Tịnh Trần Sư Thái, báo hung tin cho y. Mộng lão đệ, lão phu cho lão đệ biết điều này. Cuộc chiến trong Hoàng Quang Tự hôm trước có rất nhiều cao thủ võ lâm thọ thương, tính mạng lâm nguy. Họ đang chờ Tuyệt Trần Thần Y đến giải cứu. Mộng lão đệ có thể tạm gác chuyện riêng tư mà cùng lão phu truy tìm Tuyệt Trần Thần Y không? Họ là những ai vậy? Những người không chết trong cuộc chiến Hoàng Quang Tự, gồm có Hoàng Quang Hòa Thượng, Vân Trung Long Mạc Phi Thiên, Liệt Đồ Hàn Tiểu Long và Đồ Tiểu Hồ cùng 30 mấy đệ tử của Tệ Bang. Nhưng ngoại từ Độc Tí Tuyệt Đao Liễu Kỳ, những người khác đều trúng phải kịch độc vô hình của nhị giáo chủ Vô Ngã Chân Giáo, tính mạng rất là lâm nguy. Mộng Thiên Nhạc cả kinh. Nếu không tìm được Tuyệt Trần Thần Y, họ sẽ táng mạng ư? Đúng vậy. Mộng Thiên Nhạc ngẫm nghĩ hồi lâu. Chúng ta bằng cách nào tìm kiếm Tuyệt Trần Thần Y đây? Chúng ta đến Lạc Dương chờ tin tức của Trần Tam Thanh. Trần Quán Chủ biết tung tích của Tuyệt Trần Thần Y ư? Tuyệt Trần Thần Y đã thất tung trong Tam Thanh Quán. Đương nhiên chỉ có một mình Trần Tam Thanh là có thể truy tìm được Tuyệt Trần Thần Y mà thôi. Nếu Trần Quán Chủ không cho chúng ta biết tin tức thì sao? Trừ phi Trần Tam Thanh chính là Hắc Ma Vương, hoặc lão ta không muốn tái xuất giang hồ, bằng không nội trong 3 ngày hẳn sẽ có tin tức của lão ta. Mộng Thiên Nhạc thở dài. Triệu lão tiền bối, vãn bối nhận thấy lão tiền bối với Trần Quán Chủ dường như có mối ân oán hết sức phức tạp. Triệu Điện Thần bỗng dừng bước. Không sai, lão phu với Trần Tam Thanh có một mối ân oán không thể nói ra. Mộng Thiên Nhạc cũng dừng bước, đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy sương khuya dày đặc, thảo nguyên trắng xóa, bốn bề hoàn toàn tĩnh lặng. Triệu Điện Thần hai mắt sáng rực, chằm chằm nhìn về phía một khu rừng thưa cách khoảng 10 mấy trượng. Mộng Thiên Nhạc chợt động tâm hỏi: Triệu lão tiền bối đã phát hiện điều gì vậy? Có hơi hướng của kẻ địch. Ở đâu? Trong khu rừng kia. Vậy chúng ta đến đó thử xem. Hãy khoan, nếu lão phu không khoa mắt
kẻ địch kia rất có thể là một nhân vật đáng sợ. Mộng Thiên Nhạc giật mình. Hắc Ma Vương ư? Triệu Điện Thần gật đầu. Chúng ta hãy ngồi xuống đây, chờ trời sáng hãng tính. Dứt lời, Triệu Điện Thần quả ngồi xuống xếp bằng trên đất cỏ. Mộng Thiên Nhạc chau mày. Chúng ta ở đây chờ đến sáng thật ư? Hiện đã là cuối giờ tí, các khách sạn trong thành đã đóng cửa từ lâu. Chúng ta cũng chẳng thể tìm được chỗ trọ. Thôi thì ở đây qua đêm cũng đâu hề gì. Mộng Thiên Nhạc thầm nghĩ. Ma kiếm thần quân sao lại sợ Hắc Ma Vương đến vậy? Động chút cũng tưởng tượng là Hắc Ma Vương. Mộng Thiên Nhạc trong lòng cảm thấy nực cười, nhưng cũng theo Triệu Điện Thần ngồi xuống xếp bằng. Thật ra thì hơn một nửa giờ thì trời đã sáng, không thể tìm được chỗ trọ qua đêm. Hai cao thủ tuyệt thế tịnh tọa, ngay cả tiếng lá rơi trong vòng 10 trượng cũng có thể phân biệt, nhưng hai người đều không nghe thấy tiếng động gì khác lạ. Triệu Điện Thần thầm nghĩ, rất có thể vừa rồi mình đã hoa mắt. Ngay khi ấy, bỗng nghe tiếng mũi vò ve. Vừa mở mắt thì bốp một tiếng, Mộng Thiên Nhạc ngồi bên đã một trường vỗ vào má mình, hiển nhiên đã đánh chết một con muỗi. Ngay khi ấy, Triệu Điện Thần má phải cũng bị một con muỗi đốt nhẹ. Bốp một tiếng, ông ta cũng đánh chết con muỗi ấy. Hiện tượng quá là trùng hợp, khiến Triệu Điện Thần ngạc nhiên nói: Mộng lão đệ, hai con muỗi này xuất hiện lạ lùng quá. Thảo nguyên hoang dã, thiếu gì ruồi nhặng mũi cỏ, có gì mà lạ đâu. Sương khuya dày đặc như thế này, mũi cỏ sao mà bay được, hơn nữa lại chỉ có hai con. Vừa dứt lời, lại có tiếng mũi vang lên, chừng 3-4 con bay đến. Triệu Điện Thần tay áo phải vất nhẹ ra, bốp một tiếng, Mộng Thiên Nhạc lại như bị mũi đốt một phát trên cổ, lại vung tay đập chết một con. Triệu Điện Thần bỗng đứng lên, trầm giọng nói: Mộng lão đệ, chúng ta đi mau. Mộng Thiên Nhạc ngạc nhiên: Lão tiền bối định đi đâu? Triệu Điện Thần biến sắc mặt: Chúng ta đã bị ám toán rồi. Lão tiền bối muốn nói mấy con muỗi cỏ kia ư? Không sai, đó là muỗi độc do kẻ địch thả ra. Mộng Thiên Nhạc mỉm cười: Lão tiền bối cũng đã bị muỗi đốt, chả lẽ cảm thấy trong người có gì khác lạ hay sao? Triệu Điện Thần trầm giọng: Tuy chưa có gì khác lạ, nhưng chắc chắn đó không phải là muỗi thường. Mộng lão đệ hãy nghe lời khuyên của lão phu, mau đi rời khỏi đây thì hơn. Mộng Thiên Nhạc khẽ cười hơ hớ đứng lên nói: Muốn đi đâu, xin lão tiền bối dẫn đường cho. Triệu Điện Thần liền lập tức thi triển khinh công, phóng đi về phía thành Lạc Dương. Mộng Thiên Nhạc cũng đành theo sau. Vượt qua chừng 3 dặm đường, Mộng Thiên Nhạc bỗng ô lên một tiếng sừng sốt. Triệu Điện Thần dừng chân ngoảnh lại hỏi: Mộng lão đệ sao rồi? Vạn bối cảm thấy nóng rát ở chỗ mũi đốt khi nãy. Triệu Điện Thần biến sắc mặt: Quả thật như vậy ư? Lão tiền bối cũng bị mũi đốt, chả lẽ không cảm thấy sao? Chưa, ta chưa cảm thấy gì cả. Có lẽ không phải bị kẻ địch ám toán đâu. Chúng ta mau ngồi xuống, vận công đẩy chất độc ra ngoài. Mộng Thiên Nhạc đưa mắt nhìn quanh, thấy ngoài 40 mấy trượng đã có nhà cửa rải rác cách thành Lạc Dương không xa, bèn nói: Ngoài cảm giác nóng rát không có gì khác lạ, chúng ta hãy vào thành Lạc Dương rồi hãng tính. Khi nãy chắc chắn là mũi độc, nhân lúc độc tính chưa phát tác, chúng ta hãy mau vận chân khí đẩy chất độc ra ngoài, có lẽ hãy còn kịp đó. Triệu Điện Thần vừa dứt lời, phía sau bỗng vang lên tiếng nói: Đã quá muộn rồi, mũi đốt các vị khi nãy là bại huyết văn ở miếu cương. Nếu có ánh đèn, các vị hẳn nhìn thấy da của mình lúc này đã trắng bệch. Mộng Thiên Nhạc với Triệu Điện Thần ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy một bóng người đứng dưới tán cây bên đường cách 10 mấy trượng. Mộng Thiên Nhạc cười khẩy quát: Các hạ là ai? Người ấy cất bước chậm rãi đi ra và nói: Man Sơn Miêu Nữ, Miêu Khả Tú. Dứt lời, y thì đã từ xa 10 mấy trượng lướt đến trước mặt Mộng Thiên Nhạc và Triệu Điện Thần. Dưới ánh trăng sao, chỉ thấy miêu nữ này xinh đẹp tuyệt luân, áo quần vừa ngắn vừa bó, lộ ra hai cánh tay trần trắng nuột, dáng người thon thả, hết sức khiêu gợi, nhưng diện mạo thì lại rất thanh tú. Mộng Thiên Nhạc với Triệu Điện Thần nhìn thấy một thiếu nữ như vậy, bất giác ngơ ngẩn, thấm thắc khen ngợi. Mộng Thiên Nhạc sau một thoáng ngơ ngẩn liền hỏi: Mũi là do cô nương thả ra ư?
Man Sơn Miêu Nữ Miêu Khả Tú chớp chớp đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn Mộng Thiên Nhạc nói: "Không phải." "Vậy là cô nương biết người ám toán chứ gì?" "Đương nhiên." "Đó là ai vậy? Tại sao phải cho các hạ biết chứ?" Triệu Điện Thần thở dài ảo não: "Cô nương đã biết rõ đặc tính của bại huyết văn, hẳn cũng biết chữa trị bệnh chứng sau khi bại huyết văn đốt chứ?" Man Sơn Miêu Nữ quay mắt nhìn Triệu Điện Thần nói: "Người miêu ở Man Sơn, ngay cả trẻ lên ba cũng biết cách điều trị. Nhưng bại huyết văn đã đốt hai vị là được loại người nuôi, nên độc tính không phải đơn thuần." Triệu Điện Thần giọng não nề: "Nếu cô nương có thể giúp điều trị, đại ân đại đức suốt đời không quên." Mộng Thiên Nhạc không ngờ Triệu Điện Thần lại cầu xin như vậy. Man Sơn Miêu Nữ gật đầu: "Cứu hai vị cũng được, nhưng phải có điều kiện." "Cô nương có điều kiện gì?" "Nếu tặng giải dược cho hai vị thì sẽ có người hạ sát bổn cô nương, nên muốn hai vị bảo vệ an toàn tính mạng cho bổn cô nương." Triệu Điện Thần chẳng chút do dự: "Điều kiện ấy bọn này chấp nhận." "Người trong giới võ lâm, một lời đáng ngàn vàng, hai vị không được hối hận đó." Mộng Thiên Nhạc dõng dạc: "Cho dù cô nương không tặng giải dược, nếu cô nương bị kẻ ác đồ đe dọa, bọn này cũng sẵn sàng trợ giúp." Man Sơn Miêu Nữ lắc đầu: "Bổn cô nương muốn hai vị bảo vệ an toàn tính mạng, nghĩa là phải luôn theo bên cạnh, theo sự chỉ huy của bổn cô nương." Mộng Thiên Nhạc ngẩn người: Đó thì xin thứ khó có thể chấp nhận." Man Sơn Miêu Nữ lạnh lùng: "Không chấp nhận thì thôi vậy." Đoạn liền quay người cất bước bỏ đi. Triệu Điện Thần vội nói: "Cô nương khoan đi đã." Man Sơn Miêu Nữ ngoảnh lại hỏi: "Hai vị nhận lời rồi ư?" Triệu Điện Thần cười héo hắt: "Cô nương có mang theo giải dược trên người không?" Man Sơn Miêu Nữ nhạt giọng: "Không." "Hai vị định ra tay cướp sao?" Triệu Điện Thần khẽ cười hơ hớ: "Đâu dám, đâu dám. Xin hỏi cô nương đang trú ở đâu vậy?" "Các hạ hỏi làm gì vậy?" Triệu Điện Thần cười: "Để khi nào bọn này đổi ý, có thể tìm cô nương." "Biết nơi cô trú của bọn cô nương, hai vị cũng có thể đến lấy trộm vậy." Triệu Điện Thần cười ha ha: "Cô nương thật là quá cẩn thận. Cho dù bọn này có muốn lấy trộm cũng khó có thể đắc thủ." Man Sơn Miêu Nữ cười khẩy: "Bổn cô nương ở trọ tại Vạn Hưng khách sạn trong thành Lạc Dương. Nếu quá 12 giờ, chất độc trong người hai vị sẽ vô dược khả cứu." Đoạn nhẹ lắc người, chỉ thấp thoáng mấy lượt dưới ánh trăng sao, đã mất dạng trong đêm tối. Triều Điền Thần đưa mắt nhìn theo, khẽ thở dài nói: "Mộng lão đệ, chả lẽ chúng ta chờ chết như thế này sao?" "Ngoài trừ chấp nhận điều kiện của nàng ta, chúng ta chỉ còn cách chờ chết mà thôi." Triệu Điện Thần cười não nề: "Chúng ta có thể uy hiếp nàng ta lấy thuốc giải, hoặc giả vờ chấp nhận điều kiện của nàng ta." Mộng Thiên Nhạc lắc đầu: "Làm như vậy thật mất đạo nghĩa võ lâm." Triệu Điện Thần cười não nề: "Trốn võ lâm có biết bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý. Chúng ta có lấy mạng của nàng ta cũng chẳng phải là một điều ác. Huống hồ nàng ta thấy chết không cứu, đó là hành vi trái với đạo nghĩa võ lâm rồi." Mộng Thiên Nhạc khẽ thở dài: "Triệu lão tiền bối, có nhận thấy thiếu nữ này suy nghĩ cẩn mật, nói năng sâu sắc, không phải là người tầm thường không?" "Lão phu tuy nhận thấy vậy, nhưng dù thế nào, chúng ta cũng không thể thúc thủ chịu chết." Mộng Thiên Nhạc ngước mắt nhìn trời: "Trời sắp canh năm rồi, chúng ta hãy đến Vạn Hưng khách sạn trọ lại rồi ăn tính." Triệu Điện Thần gật đầu đồng ý, hai người bèn cất bước đi về phía thành Lạc Dương. Mộng Thiên Nhạc vừa đi vừa hỏi: "Triệu lão tiền bối, bây giờ cảm thấy trong người có gì khác lạ không?" Triệu Điện Thần thở dài: "Đã cảm thấy trên má nóng rực rồi." Mộng Thiên Nhạc cũng thở dài: "Vạn bối cũng cảm thấy chỗ vết đốt y ẩm lắm." "Chúng ta đã trúng độc thật rồi, có lẽ một giờ nữa là toàn thân tê dại, không còn cử động được nữa. Thôi, chúng ta hãy cùng đi nhanh lên." Hai người liền thi triển khinh công phóng đi. Đang khi ấy, bỗng nghe một tiếng quát to từ đêm không vọng đến: "Bọn phỉ đồ các ngươi thuộc bang phái nào,
mau báo ra danh tánh. Mộng Thiên Nhạc sửng sốt. Lão tiền bối, tiếng nói này nghe rất quen, có phải miêu nữ kia không? Triệu Điện Thần gật đầu. Không sai, đúng là nàng ta, chúng ta hãy đến thử xem. Trong khi nói, hai người đã phóng nhanh về phía góc thành bắc. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 23 của bộ truyện Tàn Khuyết Tư Sinh của tác giả Tiêu Sắc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.